Mùng 1 tháng 6 em không đi nhận quà, ai cho mà nhận. Với lại là tôi sống cuộc sống một mình mà làm gì có. Thứ nhất là tôi không yêu đương, cảm ơn Vũ Ngọc Cảnh. Thứ hai là tôi cũng không có đi chơi bời luôn. Ước còn bé để đi chơi mà. Thực ra thì tôi nhận mình tôi 2 tuổi đấy. Cho em viên. Kẹo ngon em. Kẹo ngon. Thơm lắm. Chị ở một mình không buồn à? Không. Thơm lắm. Ừ, hộp to như này luôn. Ngửi đi, đây. Ngửi đi thơm lắm. Ăn không? Ngửi đi thơm lắm. Thơm không? Các ông thấy mùi thơm không? Thơm không? Cảm ơn anh Nguyên. Yêu ai vẫn là em bé 2 tuổi thôi, tôi không có muốn yêu đương đó. Yêu đương cái gì, thơm cực kỳ luôn, chứ sao. Đây, cầm một nắm. Ông nào ăn đi, ngửi đi, thơm không? Tôi không ăn được, tôi ăn hộ cho. Thật có mối cha vào, hỏi vô duyên vãi. Văn Thị Yến Nhi đúng đấy bé. Ế bằng thực lực đâu. Tôi có ế đâu, tôi độc thân bằng thực lực chứ tôi không ế. Hôm nào tôi về Việt Nam tôi cầm silicon về Việt Nam cho các ông ăn. Silicon ở Việt Nam thì ăn nó hơi có mùi hóa học hơn. Ở bên này thì mùi nó hơi đậm vị hơn và tôi thích ăn vị Việt quất. Thích ăn vị Việt quất. Còn ai thích ăn vị gì tôi không biết nhưng tôi thích ăn vị Việt quất. Hi mommy. I want to hear you calling my own. Hey mama. Mama. Thích ăn sầu riêng, chị cũng thích ăn sầu riêng. Chào bé. Chào bông, chào mít, rùa. Calling me. Từ trước giờ ai cứ gần cổ tôi ế bằng thực lực đâu. Ế và độc thân nó khác nhau cậu nha. Chào Thanh. Ế tức là không có một ai yêu. Không có một ai yêu thích ông cả. Còn độc thân tức là tất cả những người xung quanh ông xoay quanh ông nhưng ông không yêu ai cả. Ông né tất cả các những cái thính xung quanh ông. Và ông trở thành một người không yêu một ai cả. Khi ông người ta rất là nhiều thính rơi vào người ông nhưng ông lại không không có bị dính một phát nào hết. Con đĩ tình yêu nó mỗi mấy lần nó thả 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 bẫy xuống nhưng ông không bị dính vào. Thì ông gọi là ế bằng độc thân bằng thực lực chứ không phải là ế bằng thực lực đâu. Ế tức là không có ai yêu và ông bị như thế, bị một mình như thế, bị không có ai yêu đến. Còn độc thân tức là ông kiểu không yêu ai, ông giữa trong những cái cơn lốc xoáy yêu đương đấy ông không bị hề hấn gì cả. Tao lạc quan với đám đông. Chỉ để duy trì một mình thôi. Đấy là định nghĩa về cái chuyện yêu đương. Chứ không phải là ông kiểu chào Việt Phong. 23 giờ cộng 2 phút rồi đấy. Độc thân hồi có chán không chị? Không không chán lắm, chị thấy chị độc thân cũng lâu phết rồi. Hồi Tết chị về thì chị có chơi với mấy cái em bé đang đi học. Chơi 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 gọi là vui vui thôi. Cũng không gọi, nói chung là tí nữa thì bị dính nhưng mà cũng chả dính được.
dính dính vào con đĩ tình yêu được. Hợp gu nhưng mà không có hợp thời điểm. Làm gì có chuyện đau đầu vì ai, không bao giờ có chuyện điên đầu vì tình, chỉ có chuyện đau đầu vì tiền thôi. Chị tên là Hoa, đến cổng nhà chị và gọi mẹ gọi nhà chị ra là chị Hoa ơi. Nó chắc chắn là chị ở nhà, chị sẽ chạy từ trong nhà chị sẽ ra. Cảm ơn như ý. Đúng người sai thời điểm mà chị không. Thứ nhất là chị phải đi nước ngoài. Thứ hai là em bé đẻ đang đi học. Thế là cái chuyện yêu đương nó sẽ không xảy ra được nữa. Nó chết từ ngay trong trứng rồi. Hiểu chưa? Đau đầu vì tình thì đã không phải Hoa. Tôi biết rồi, Hoa mà tôi từng biết rồi. Chuẩn. Chỉ có người khác đau đầu vì Hoa, chứ Hoa làm gì có chuyện đau đầu vì người khác. Vốn dĩ tình yêu đối với mình nó đã là viên đá cây chân rồi. Nó mà cản đường mình ấy thì mình sẽ đá nó sang ngay. Chuyện tình yêu ấy mà. Trong cái kế hoạch tương lai của mình chẳng bao giờ có chỗ cho tình yêu cả. Cái guồng quay với vòng xoáy công việc của mình vẫn diễn ra bình thường, không có tình yêu mình thấy nhẹ nhõm hơn. Yêu đương cái gì, mình còn chẳng muốn lấy chồng. Em bị ốm à? Ốm cái gì mà ốm, tôi khỏe nhăn răng. Sao chị không thích việc yêu vậy? Không thích là không thích thôi, làm gì có lý do. Thế sao em lại thích yêu đương vậy? Cảm ơn bé luôn. Sinh thế mà không chịu lấy chồng hả chị? Ai mà biết được, nhớ chồng mình bây giờ đang đi học thì sao? Nhớ chồng mình bây giờ chưa đẻ ra thì sao? Nhớ chồng mình bây giờ đang bình an ở một bầu bầu trời khác rồi thì sao? Nhớ chồng mình bây giờ đã tìm được mùa xuân mới của ông ấy rồi thì sao? Có rất nhiều lý do để xảy ra. Yêu một ai đấy không bao giờ đảm bảo cậu có thể có hạnh phúc hay không. Mà yêu bản thân cộng thì chưa bao giờ là lỗi à?